Đây là những sợi râu tôm nè. Dạ. Đây. Lấy tay em sủi lên cái bề mặt này là sẽ dính những con tôm sống chết vậy, em cũng đẩy xuống nước. Nước rút nhanh quá. Dạ hết rồi. Này. Dạ anh chị thấy là cú là phải lội sình đúng không? Thời gian là không có chờ đợi. Giải cứu động vật là phải giải cứu đúng cách và phải làm liền. Làm sai một cái là tạo nghiệp ngay. Đó. Em làm demo vậy cho mọi người thấy. Lần này để biết được có nên ủng hộ em giải cứu động vật không. Cứu những con vật này á, tương lai họ sẽ cứu lại cuộc đời của con em quý vị. Dạ. Bởi vì người ta đang làm, người ta đang mang thân con tôm, mang thân súc sanh để làm những cái nhiệm vụ mà ngoài tự nhiên mà con người không làm được. Mình giết họ. Dạ. Nãy em thả xuống cái dũng này rồi. Em phải vớt sạch nó lên. Không chừa cái gì hết á. Dạ, sạch luôn rồi. Đây. Tôm đó, tôm mắc kẹt nè. Dạ. Dùng mắt trí tuệ để nhìn chúng sanh đang khổ nạn mà cứu nó. Dạ anh chị nhìn được không ạ? Rồi xong. Mình phải tạo thêm cái rãnh đất. Xịn đất quá trời. Dạ rồi. Đây một bạn nữa. Nhiều người nói em thả tôm xuống cái là nó đi theo dòng nước. Anh chị thấy nước mà rút nhanh quá sao mà nó đi theo kịp, nó chết liền. Hôm nay là em chứng minh luôn. Không có vụ mà nó đi theo dòng nước nhanh như vậy đâu. Nó quéo quèo quèo liền luôn á. Ây da. Đây cũng là một cái bài học nha. Này. Quéo quèo quèo liền chứ. Đây cố gắng kêu cầu cứu nè. Cầu cứu thì sẽ được cứu nha. Một tôm chum này nữa. Dạ rồi xong hết rồi đó. Honey đợi tôi ôn nha. Còn ra tới đây mà còn bị kẹt hả con? Xin hồi hướng việc phóng sanh giải cứu động vật đúng cách này cho hương linh Khổng Tường Phát. Sinh ngày 18 tháng 9 âm lịch năm 1983, mất ngày 19 tháng 8 âm lịch năm 2011. Năm 2021 do Covid-19, do nghiệp sát sanh của con người đối với thiên nhiên động vật quá nhiều nên bị quỷ thần phán xét.
Nay tôi ôn giải cứu con em của quý vị, mong chư vị quỷ thần thấy được như vậy mà hãy buông tha cho những ai chịu thức tỉnh. Dạ. Tôi nguyện ở cái dòng sông này sẽ làm những cái việc mà thay đổi cho con người và đất nước Việt Nam và ảnh hưởng đến toàn thế giới, cho mọi người thấy thức tỉnh, đừng làm hại thiên nhiên động vật nữa, thì tôi mới rời khỏi nơi đây. Đó là lý do tôi sẽ không tiêm vaccine COVID-19. Tôi không tiêm vaccine COVID-19 là để sống tách biệt với thế giới con người, hòa hợp với thiên nhiên và động vật, coi như tôi không còn cơ hội để trở về thế giới con người nữa đi. Và tôi sẽ ở đây và tôi sẽ phụng sự chư Phật, chư Thiên, Bồ Tát. Những ai ủng hộ tôi giải cứu động vật thì phước đức đó quý vị sẽ có. Còn quý vị thấy tôi sống như thế nào là cũng hiểu rồi. Xin chào. Trên tay tôi không có đeo trang sức, tôi không có của cải vật chất gì cả ngoài sức khỏe và trí tuệ. Tôi không có kim cương lấp lánh, vàng bạc đá quý trên người, chả có gì hết, chỉ có thiên nhiên và động vật làm bạn thôi. Dạ.